Bà ngoại Hải Băng qua đời, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt động viên khi nữ ca sĩ sắp sinh con thứ ba. Mặc dù sẽ rất đau buồn khi mất đi người thân, nhưng nhiều người khuyên Hải Băng nên giữ bình tĩnh vì cô đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, đặc biệt đây là lần mang thai vô cùng nguy hiểm của nữ ca sĩ. Trên trang cá nhân, Hải Băng chia sẻ hình ảnh ghi lại kỷ niệm bên bà ngoại và thông báo bà đã mất vào ngày 8 tháng 5, một tuổi thơ mang tên ngoại, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ngoại, cảm ơn ngoại cho con một ký ức đẹp, tạm biệt ngoại. Sau khi hay tin buồn, nhiều bạn bè thân thiết của Hải Băng như Tuấn Phi, Anh Đức, Thùy Anh và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ. Nhiều người động viên Hải Băng hãy giữ bình tĩnh trước nỗi đau này vì hiện cô đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, đặc biệt đây là lần mang thai rất nguy hiểm của Hải Băng. Trước đó, Hải Băng khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mang thai lần 3 chỉ sau 3 tháng sinh mổ em bé thứ hai. Mặc dù biết sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nếu giữ lại em bé, nhưng Hải Băng và chồng vẫn quyết giữ lại thiên thần thứ ba của mình. Hiện cô đang mang thai ở tháng thứ 8 và dự sinh trong thời gian tới. Cái 2.000 sợi tóc chống hối, Ân Đại Vệ vẫn khư khư máy giả, được hôm bỏ ra ai nấy ngỡ ngàng. Ai cũng tò mò về diện mạo mới của Ân Đại Vệ sau khi nam ca sĩ đầu tư cấy ghép hơn 2.000 sợi tóc chống hối đầu. Ân Đại Vệ được khán giả biết đến về ảnh thư sinh lịch lãm và mái tóc bồng bềnh trước chán. Tuy nhiên, hồi cuối năm ngoái, nam ca sĩ từng bị lộ bí mật phải đổi tóc giả khi tham gia chương trình Sau Nhập Ngũ. Hóa ra, phần tóc gần trán của Ân Đại Vệ đã sớm bị hối lâu năm, khiến giọng ca sinh năm 1982 từng hết sức lúng túng. Thử thách cắt tóc trong Sau Nhập Ngũ khiến Ân Đại Vệ bị lộ phần trán hối. Phần trán thưa thớt khiến anh bị già đi mấy tuổi nên luôn phải cần đến mái tóc giả để tổng thể gương mặt trông trẻ trung hơn. Theo giải thích của Ân Đại Vệ, bí mật này lúc đầu chỉ có gia đình và bạn bè biết. Nhưng sau khi tham gia chương trình, chuyện anh thường xuyên phải đổi tóc giả đã được nhiều người biết đến. Điều đó thôi thúc nam ca sĩ quyết tâm thay đổi diện mạo của mình, hướng đến hình ảnh đẹp hơn. Sau đó ít lâu, Ân Đại Vệ quyết định tiến hành phẫu thuật cấy 2.000 sợi tóc vào trán để khắc phục tình trạng hói đầu, cũng như tự tin thử sức ở những kiểu tóc undercut trẻ trung, hợp mốt như bao nam thần khác. Hơn nữa, việc đổi tóc giả đôi lúc khiến ông bố đơn thân rất bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày và nhiều lần gặp những tình huống oái âm. Quá trình cấy 2.000 sợi tóc cho Ân Đại Vệ diễn ra trong hơn 10 tiếng đồng hồ, sau 2 tháng tóc cấy sẽ rụng và có chân tóc mới. Ân Đại Vệ chia sẻ trong 2 tuần sau khi cấy tóc, anh không được vận động mạnh và phải ăn chay, không uống đồ có cồn. Sau 6 tháng làm phẫu thuật, hiện nay Ân Đại Vệ đã sở hữu một mái tóc như ý. Anh đã tự tin tạo kiểu, đi nhuộm và làm tóc. Tuy nhiên, trong suốt quá trình phục hồi, nam ca sĩ vẫn trung thành với tóc giả. Những lúc không dùng máy giả, Ân Đại Vệ đã đội mũi khư khư. Mới đây, khi tập thể hình, giọng ca sinh năm 1982 bất ngờ tháo tóc giả, xuất hiện với mái tóc thật của mình. Vẻ ngoài hiện tại của Ân Đại Vệ đang dần hoàn thiện với phần mái tóc bồng bềnh có độ dài, dấu hiệu hói đầu đã được khắc phục gần như hoàn toàn. Ân Đại Vệ phấn khởi, khoe thành quả cấy tóc. Những hình ảnh được anh đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút nhiều lời khen của nhiều khán giả. Phản ứng của Tiến Luật khi thấy BB Trần thân mật bên hai mỹ nam của Running Man bản Việt. Việc nam diễn viên hài thường thể hiện mình mê mẩn các chàng trai đẹp của showbiz Việt là điều đã không quá xa lạ với mọi người. Có lẽ Tiến Luật đã quá hiểu người em đồng nghiệp của mình mê mẩn trai đẹp đến mức nên cùng tích cực nhắn nhủ lầy lội. Những ngày qua, dàn cast của chương trình Running Man phiên bản Việt thường xuyên khoe khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Được biết, cả ekip đang có thời gian ghi hình tại Nha Trang, nên ngoài những lúc tham gia thử thách thì mọi người được tụ họp ăn uống vui chơi. Tranh thủ những lúc được ở cạnh các mỹ nam của showbiz nhưng lại chưa có chủ như Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, nên BB Trần tha hồ khoe những khoảnh khắc thân mật. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ vẫn là team thể thao, nhưng lần này thì giống tam ca áo trắng hơn, cái tay bóng quá nhà anh Vinh nha. Có lẽ nam diễn viên hài cũng hào hứng khi được bên cạnh hai thành viên được rất nhiều fan mê mẩn. Nhiều khán giả còn trêu ghẹo đây là bức ảnh giường chiếu của các dàn cast Running Man phiên bản Việt. Không khoe ảnh với bất kỳ thành viên nào khác, BB Trần chỉ đăng tải khoảnh khắc từ giường chiếu đến bể bơi với hai thành viên này. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất lại rơi vào lời nhắn nhủ của Tiến Luật dành cho BB Trần. Vốn biết rõ tính tình đam mê trai đẹp của đàn em, nên ông xã Thu Trang chỉ ngắn gọn, ngon miệng như em. Bình luận này cũng nhanh chóng thu hút sự tương tác của các khán giả. Dẫu vậy, một số fan sẽ nhanh chóng nhận ra đây cũng chỉ là sự trêu ghẹo của các nghệ sĩ, bởi lẽ nam diễn viên là hoa có chủ. Theo đó, anh đã có chuyện tình ngọt ngào với người bạn đồng giới tên Quang Lâm. Và cặp đôi này đã chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2013.
Được biết đây cũng là mối tình lâu nhất của anh từ trước đến nay. Nam diễn viên là một trong số ít những nghệ sĩ dám công khai giới tính, sống thật với bản thân và mặc kệ những lời bàn tán hay kỳ thị về chuyện tình cảm của mình. Trên sóng truyền hình, BB Trần thường thả thính với nhiều mỹ nam, nhưng thực tế anh chỉ muốn đem lại những tình huống vui vẻ hài hước cho người xem. Lý do Lâm Khánh Chi tổ chức lễ cưới miễn phí cho 10 cặp đôi LGBT gây xúc động. Theo Lâm Khánh Chi chia sẻ, cô sẽ tổ chức hôn lễ miễn phí cho 10 cặp đôi LGBT mỗi năm vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng cô, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng xúc động khi biết lý do. Những ngày qua, ca sĩ Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi liên tục cập nhật những thông tin về dự định sẽ tổ chức lễ cưới miễn phí cho 10 cặp đôi LGBT mỗi năm. Khánh Chi cầu nguyện cho mình thực hiện thành công lễ cưới cho cộng đồng LGBT vào ngày 11 tháng 1, 2020. Theo đó, Khánh Chi sẽ chọn ra 10 cặp mỗi năm tổ chức cho họ. Mong muốn mọi người được hạnh phúc như vợ chồng Khánh Chi, mỗi năm tổ chức một lần. Ai muốn tham gia thì nhắn tin đăng ký với Chi. Và Chi sẽ chọn ra 10 cặp đôi để tổ chức cho mỗi năm, với kinh phí được Chi tài trợ 100%, người đẹp chia sẻ. Trao đổi với phóng viên, Tô Ngọc Hòa, quản lý của Lâm Khánh Chi cho biết, trước mắt, nữ ca sĩ sẽ chọn ra 20 cặp đôi trong cộng đồng LGBT, sau đó sẽ chọn 10 cặp để tổ chức đám cưới cho họ vào ngày 11 tháng 1, 2020 tới đây, đúng ngày kỷ niệm đám cưới của vợ chồng Lâm Khánh Chi. Kinh phí đầu tư cho dự án này rất lớn vì Lâm Khánh Chi sẽ lo hết mọi thứ từ tiệc cưới, trang phục và trang trí. Mỗi cặp đôi chỉ cần chuẩn bị cho mình một cặp nhẫn là đủ. Tất cả mọi người đều có quyền đăng ký. Đặc biệt, nếu cặp đôi có hoàn cảnh không đủ tiền làm đám cưới và yêu mến nhau thực sự trên 3 năm trở lên, thì được nữ ca sĩ ưu tiên tổ chức đám cưới trước cho, quản lý của Lâm Khánh Chi cho biết. Theo nữ ca sĩ, cô xúc động và hạnh phúc khi được làm người phụ nữ và được làm mẹ thực sự sau quyết định chuyển giới. Tôi muốn những người có hoàn cảnh giống mình cũng được hạnh phúc như mình, họ sẽ được mặc áo cưới và làm cô dâu, được làm mẹ như những người phụ nữ bình thường. Nghĩ đến giây phút được tổ chức lễ cưới cho những cặp đôi LGBT, tôi rất xúc động. Tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để thực hiện điều ước đó. Bởi tôi hiểu nỗi lòng của những người có hoàn cảnh giống mình, họ cũng khao khát hạnh phúc như bao người, nhưng vì nhiều lý do mà chưa thực hiện được, nữ ca sĩ cho hay. Nữ hoàng chuyển giới cho biết, chi tiết về dự định tổ chức đám cưới cho 10 cặp đôi LGBT mỗi năm sẽ được cô chia sẻ vào đúng dịp sinh nhật 16 tháng 7 tới đây. Hiện tại, dự định tổ chức lễ cưới miễn phí cho những cặp đôi LGBT của Lâm Khánh Chi được đông đảo cộng đồng ủng hộ, fan xúc động. Chị vừa xinh đẹp lại vừa có tấm lòng hảo tâm, tin chắc rằng những gì chị làm sẽ góp một phần không nhỏ để thúc đẩy luật cho người chuyển giới sớm nhất. Facebook Tạ Khắc Trường Duy bày tỏ. Còn Facebook Thủy Tiên cho rằng Lâm Khánh Chi luôn hết mình vì nghệ thuật và nghĩ cho người khác. Lâm Khánh Chi có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã điển trai và con trai cưng. Người đẹp khiến nhiều người mơ ước khi được gia đình chồng yêu thương và ông xã chiều chuộng. Nhan sắc của Lâm Khánh Chi được khen trẻ đẹp hơn so với tuổi thật của cô. Màn kết hợp được mong chờ nhất showbiz của ba danh hài hàng đầu cuối cùng cũng thành hiện thực. Nghệ sĩ Trường Giang lại cảm thấy áp lực khi đảm nhiệm vai trò MC tại chương trình Người Bí Ẩn thay thế cho Trấn Thành. Trấn Thành sẽ cùng ngồi ghế nóng với đàn chị Việt Hương với tư cách là đội chủ nhà thay vì Hoài Linh như trước và trao mic lại cho đồng nghiệp của mình là nghệ sĩ Trường Giang. Sau 5 mùa phát sóng và nhận được nhiều sự ủng hộ của quý khán giả, chương trình Người Bí Ẩn mùa 6 chính thức trở lại sóng truyền hình với những thay đổi bất ngờ. Thay đổi lớn nhất chính là vị trí MC của chương trình Người Bí Ẩn mùa 6 sẽ không còn do nam MC quen thuộc Trấn Thành dẫn dắt nữa. Dù Trấn Thành từng tuyên bố trước khán giả về mật độ phụ sóng của mình trong các game show sẽ không dày đặc như trước, nhưng không phải vì vậy mà Trấn Thành sẽ không xuất hiện tại Người Bí Ẩn mùa 6. Thay vào đó, Trấn Thành sẽ cùng ngồi ghế nóng với đàn chị Việt Hương với tư cách là đội chủ nhà trao mic lại cho đồng nghiệp của mình là nghệ sĩ Trường Giang. Dẫn dắt chương trình suốt 5 năm qua và cuối cùng Trấn Thành cũng toại nguyện khi được ngồi hàng ghế đội chủ nhà và đưa ra phán đoán, chứ không phải công bố đáp án cuối cùng nữa. Trấn Thành cũng chia sẻ lý do nếu giữ anh ở lại chương trình chính là yếu tố nhân văn của chương trình. Bên cạnh đó, bộ ba Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang cùng một mong muốn góp phần để lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng, đầy tình người chỉ có tại Người Bí Ẩn mùa 6. Khác với Trấn Thành, nghệ sĩ Trường Giang lại cảm thấy áp lực khi đảm nhiệm vai trò MC tại chương trình. Nghệ sĩ Trường Giang cho rằng mỗi chương trình, mỗi cách dẫn khác nhau thì ở Người Bí Ẩn cũng vậy. Trấn Thành đã làm tốt ở vị trí đó suốt 5 năm và Trường Giang cũng xem đây là một thử thách mới đối với cá nhân của mình.
Hơn thế, với kinh nghiệm dẫn dắt khá nhiều chương trình lớn nhỏ không thua kém gì Trấn Thành, nhưng Trường Giang luôn chủ động trao đổi kịch bản với đạo diễn, cũng như góp ý tưởng giúp các vòng thi thêm phần đặc sắc. Oan gia ngõ hẹp chưa có sai bởi cặp chị em oan gia showbiz Việt Hương Trấn Thành. Nay đã cùng hội cùng thuyền, về cùng đội thì ắt sẽ chị ngã em nâng để cùng đối đầu với các khách mời. Để tìm ra người bí ẩn thật sự, đây sẽ là chương trình được khán giả trông chờ ngày lên sóng từng ngày.